Rồi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với Lê Toàn Channel. Thì ngày hôm nay mình sẽ ghi hình chia sẻ với các bạn cái lúc mà đang ráp cái đùi của con xe cuốc IHI 120 GS nha các bạn. Cái này thì tháo ra để vệ sinh lại rồi ráp ngồi cái vô nha các bạn. Tại hôm trước nó bị lỏng quá cho nên nước nó vô. Bây giờ anh Huy anh đang chuẩn bị ráp vô nha. Ồ, cái kẹp này giống như là cái molot răng thôi ta. Cái thế nó càng siết là nó càng cứng đúng không? Thì chỉnh được. Nó không có giống như molot răng, nó chỉ kẹp thôi. Kẹp thôi. Thì là hai cái đầu đó cố định rồi hả? Một đầu cố định, còn đầu này chỉnh được nè. Thì đúng rồi, bởi vì cái nói giống thế răng á, cái này nó càng xeo là càng cứng lên. Càng xeo thì nó dính đó, chứ nó không tuột. Cái molot răng mà cũng vậy đó, xeo cái thế nó móc vô. Dây mà để vậy thì sợ nó gục rồi. Sao giờ nhìn bánh răng này cái lưng tự động đau luôn trời. Cái này hai người hay sao chứ? Dịnh thôi. Mẹ tao buông ra nó nhập vô rồi rồi. Rồi sát vô mới được, nhưng thôi nó nặng cho cái đầu kia nó gục. Giờ lấy cái ống tiếp tao 7 hả? Thọt vô cái cabin cái xeo lên. Chừng vô cái đầu quý ơi, vuốt vuốt. Vuốt cái đòn cái nó đập xuống kìa. Biết rồi. À vuốt à. Vuốt. Biết rồi. Hay nó mẻo quá cũng hơi ớn. Lên nữa. Lên nữa nổi không? Lên cỡ 5 6 phân. Lên chút xíu nữa. Buông ở trên nhưng mà ông đẩy chân ở dưới đó. Lên nữa. Xéo. Xéo. Gịch vô vậy đó. Gịch. Sang gịch. Còn Tám lấy cạo rồi bà Tám ơi. Nó mới ngậm có một cái bằng đạn. Ở dưới nó hơi vô nhiều hơn ở trên đó. Và chỗ nào cứng cứng á. Có cái kẹp này im ha. Không dây nó chịu ở trên xí xí cho dính cái đi xanh để nó tuột ra gớt à. Vô đó. Vô đó. Ngậm luôn hai cái rồi đó. Nhưng mà cái gì? Mà chà, mở dây ra luôn đi không ạ? Vô cái đây được an toàn rồi, từ từ hút nó vô. Cái này chắc ngoài kia chưa lú răng đâu hả? Cái kiền ép á. Chưa. Mới ngậm hai ba đạn rồi còn vô nữa. Vừa vừa thôi chứ anh, nó xeo chứ anh. Ở bên đó hả thì nó búa đóng nhiều đó. Búa đâu hết rồi thầy. Rồi, à, chà ổn rồi đó. Đưa búa qua.
Cái này con lắc vô hả? Đóng và coi chừng mặt trà rớt không nha. Hôm nay con xả lên chút nha. Đi xa, xả đi xa. Vô đó. Rồi đó, vô đó. Tại nó xeo á. Nãy nó xeo xiết quá. Rồi xiết cái cảo cho nó nhịn lại cái đi xa ơi. Rồi nó xác kẹt luôn. Xác chưa? Mặt trà xác rồi phải không? Xác rồi. Rồi lấy ốc, ô lấy cái dòng túp nó xiết vô được đó. Vô đó thôi, háo này ra. Chưa vô, để kẹp ở đây giữ cái bảo hiểm. Kẹp nó thay cho mình dính đó. Hồi nãy nha, nãy quên làm răng lại. Coi chừng cái mặt nó hình như ở trong nó quý rồi. Mặt nó mặt ép á. Nó còn giấu á, cái đó đúng rồi đó. Nó ép vô cái vỏ của bạn. Giấu một cái ruột của bạn. Dít cái dít bự đâu. Đây là mấy trái nhông mà nó bị xịn vô nè, đang vệ sinh lại nè. Nước nó vô. Cái này cũng may là phát hiện sớm để chảy là coi như là xong bộ nhông rồi luôn. Ok rồi.
bốn con này chặn ngay. Thấy đục ra vậy? Đục. Lục giác chịu nổi hả? Nó cũng có keo vàng gì. Lắp keo vô để an toàn hơn. Ừ. Không có chạy ra. À, keo này mình mở được mà phải như keo đỏ cũng ngắt. Keo này nó chỉ đồ rít thôi. Đúng rồi. Cái JRC cũng hay. Lấy keo của RC rồi chơi luôn qua xe quốc luôn. Thank you.
cài khóa lại để nó xì, để nó đi. Không dài sao đi chân trời. Rồi nó còn cái răng này nè, với lại răng này nè, mà cái đó hai cái đó khớp được. Đúng rồi, vô vô nè, cái đó vô cái đó nữa nè. Vô bốn góc bơm ba góc với cái răng bằng cái trong nữa. Gì gọi hả sao? Còn cái nữa chứ. Hết rồi. Cái nắp ngoài chà vô tới đây cái gọi đó. Còn cái nữa. Còn cái nhông nó vô vô người ta. Để ngoài vậy trời. Để gì, đóng cửa lại chạy. Đó, còn này nữa đó. Vừa băng vừa ăn nhông. Thì xe này nè. Đúng rồi, xe bánh răng đó sao này. Sao hơi nặng chiếc ép quá quỳ. Hả? Không, tại gáp vô nhiều đồ quá nó gì á. Chút mà nhít. Lắc tới lắc lui á. Ừ. Chút bỉnh thôi. Thôi không được. Nhít nhỏ nè. Nhít cái gớm. Nè. Rồi. Sao dễ như vậy? Vô nắp luôn sao đây? Cái miếng mỡ bò. Đưa cục đạn vô. Đạn nằm bên nắp hay là đạn đưa vô đây nè. Ừ. Keo không ta? Có xin mà chắc cỏi keo đi ha. Hồi cũ nó cũng không có keo đâu. Có xin mà. Nó trồng quạp thì hơi gơ. Nó hư bánh đè. Máy cục. Ba bốn cục. Cho miếng mỡ bò mình cho nó hít. Mỡ bò không im. Nhớ cũng hết không? Lon. Lon thì sao? Lon ở đâu? Vô mày có làm dấu làm gì không? Mày xây cái lỗ này trong nhớt xây đi. Nó quốc tế phải không? Ừ. Sao
em làm tới 3 lỗ rồi. Mình cho cái lỗ lại lên cao 100 chứ. Bóc xin. Tôi tưởng là mày gá rồi. Gá gì chưa kịp nữa mà gá. Nghe không? Thôi, thôi, dưới nè. Tìm như có bọc chưa? Bọc ở trên hộp tay lái nè. Không gì có bọc. Có nghe không? Bột dẻo người ta đàng hoàng. Bột đâu bột dẻo? Nó hổm đụ mới lấy ra thấy có, nói gì sao? Bột tay á. Bọc. Bột đó bột trời. Bột dẻo mà nói gì trời. Hồi lấy máy đó rồi bơm bơi nhau mà bơi. Nó bơm tay luôn. Mẹ bơm cái máy đó không tới đâm con bò nữa thôi đi. Nói trong hộp cái lái có bọc mà thấy rồi không có nó đâu. Ông mà mấy cứ công nhận mấy cứ đam mê mấy cứ làm nhiều cái mẫu đẹp lắm nha. Thấy mà ông làm cũng đẹp, làm mà bằng tay mà y như nhà máy sản xuất. Nhưng mà có một cái là thì mấy y ốp đời can hơi mệt. Đề can lúc nào cũng nặng rồi. Thương ba thống làm cái quặng đi. Mình nhỏ ra mình chăm nó meo. Tao thấy cái bọc mà chăm mau hơn cái quặng rồi. Vút nè. Túm lại. Vút dính rồi. Đây đâu còn thổi gì nữa phải không? Mày cầm đi cho anh Quy, anh cầm mấy dứ. Khỏi cột rồi. Dính được rồi, xong rồi chăm thêm nữa mà. Tôi thấy chăm cái này là mau nhất, em chăm kiểu này không? Mấy anh công trình anh làm mắc cười lắm. Anh đi xuống dưới máy sông, anh lấy cục đất khác kiểu dẻo, cái anh nắng. Anh đắp này nè, xong cái anh chế vô. Anh đắp xung quanh cái lỗ đó. Chung cũng được, thì đấy được, thì cơ không biến. Nhớt với lại đất á, không có tan, không có hòa nhau. Gà cho nó dơ thêm cái tay, đâu dơ được. Cái bọc người ta tái sử dụng được nhiều lần. Mấy ông hở cái mấy ông làm lần một cái mấy ông dục không. Nha. Dập có cái kiến này không? Kiến nào? Kiến đeo nặng mày. Mày hả?
Nãy nghĩ lấy xuống đây rồi. Ôi mấy ốc gái luôn đi. Nó chưa rút thì chồng á, chứ không có nhiều đó nhớ rồi. Ừ. Ok, bây giờ anh mới lắp xong, bây giờ nổ máy để thử tải nha các bạn. Im ru rồi đó quê. Không có bựa. Ngon lành rồi đó. Ok, đến đây thì mình xin phép được tạm dừng video nha các bạn. Nếu các bạn xem thấy hay và ý nghĩa thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi, chúc các bạn một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau nha.